Hello, xin chào cả nhà. Mình là Thư TV, mình rất vui vì mọi người đã quay trở lại với kênh Thư TV. Trong video này á, mình sẽ nấu một món ăn chiều và sau đó mình sẽ ăn. Mọi người cùng theo dõi video với mình xem mình nấu món canh gì nha. Giờ thì mình sẽ đi vô bếp ha để xem mình chuẩn bị mình nấu cái gì nha mọi người. Nay á mình sẽ quyết định nấu một món canh nấm. Tất nhiên á nguyên liệu chính của mình là nấm ha. Còn đây là mì màu vàng ha, mì gà vàng mình sẽ ăn cùng với canh của mình. Còn đây với là cà chua nè, một ít cá viên, củ hành nè, tỏi nè, hành thì để mình rắc ở sau cùng ha. Và đặc biệt á là mình sẽ nay thì mình cảm thấy thức ăn cái vị chua chua cho nên mình xài cái pasta dùm. Phần nước dùng á thì mình luộc chung với lại một miếng xương heo. Dùng của mình nó sôi rồi mọi người, mình sẽ hạ nhỏ lửa để nấu đựng cho cái phần ngọt ở trong cái xương này nó tan ra ngoài ha. Thì mình sẽ mở bếp để mình bắt đầu xào cà chua, củ hành, củ tỏi với lại cái phần cá viên này á, tốt nhất á là mình sẽ bỏ vô trong cái nồi nước dùng này để luộc cho nó ra cái vị cá. Thì mình sẽ di chuyển cái phần cá viên này và bỏ vào trong cái nồi nước dùng này đây để đậy nắp vào. Ok, quá dễ dàng. Đó mọi người, bây giờ mình sẽ bỏ một tí xíu dầu ăn vô ha để mình xào cà chua, củ hành và củ tỏi. Như đây được chưa ta? Chắc là phải thêm tí nữa. Đấy. Trời ơi, hình như là quá nhiều. Bây giờ dầu nó sôi rồi đó mọi người, cho nên á mình sẽ bỏ củ hành vô trước nè. Đấy. Bỏ củ hành vô trước, xào lên ha. Thật sự là lâu lắm rồi mình mới làm một cái video mà mình quay cận cảnh cái quá trình nấu nướng của mình á. Mặc dù á là cái củ hành của mình nó chưa có vàng nhưng mà mình đã nghe mùi thơm á mọi người. Bây giờ á thì mình sẽ bỏ củ tỏi vào ha. Tay của mình siêu sạch nha mọi người ơi, cho nên á là mình dùng tay để mà di chuyển cái phần củ hành, củ tỏi của mình vô trong chảo nha. Trời, phải nói là bây giờ cái mùi củ hành với củ tỏi nó thơm cực kỳ với mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần cà chua vào trong chảo để mình xào lên nè. Đấy. Theo thì mình sẽ cho hết cái phần nấm này vào để xào chung mọi người ơi. Mình biết là phần nấm này nó đã là quá nhiều luôn á, nhưng mà mình nghĩ là mình phải cố gắng ăn trong buổi chiều ngày hôm nay. Tự vì nấm mình mua trong siêu thị mà mình để lâu thì nó sẽ không còn ngon nữa. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vào đây nửa muỗng cà phê muối nha mọi người. Đấy. Và tiếp tục trộn đều cái chảo nấm với lại cà chua của mình lên. Trời ơi, tại vì mình thèm nấm thì mình ăn chứ cái món này là nó không có giống với lại bất kỳ người nào làm đâu nha mọi người ơi. Chắc cái món này là cái món là canh nấm trứng kim chi mắt bay Thư TV á. Đây là gia vị để nấu canh tôm dăm nè mọi người. Bây giờ là mình quyết định mình bỏ vào một muỗng canh tôm dăm paste để tạo cái vị chua chua ngọt ngọt mà mình đang muốn ăn ha. Sau khi mà đem dẹp cái hũ tôm dăm paste rồi á thì mình trộn trộn cái chảo nấm với lại cà chua này lên để cho gia vị nó được hòa quyện vào nhau. Bây giờ thì mình sẽ tắt lửa bên đây và mình sẽ chuyển toàn bộ cái phần nấm này vô trong cái phần nước dùng này. Rồi bây giờ mình chuyển cái phần nấm này vô trong phần nước dùng của mọi người. Đấy. Ok là. Bây giờ thì mình sẽ chờ cho cái nồi nước dùng này nó sôi trở lại ha. Sau đó mình sẽ nêm vào một tí xíu cờ no. Sau đó thì mình sẽ nêm trở lại một lần nữa xem nó có vừa miệng của mình hay không nha. Đang sôi dữ dội mọi người ơi. Đây có màu rất là đẹp ha. Mình có chuẩn bị một quả trứng mọi người. Bây giờ mình sẽ đập cái quả trứng này vô trong cái nồi súp của mình ha, trong nồi canh của mình. Tự vì mình thích ăn, ăn có thêm một tí trứng. Mình sẽ không có khuấy nhiều đâu. Tự vì mình muốn là hồi mình được ăn nguyên cái lòng đỏ trứng ở trong cái nồi canh này. Mình mới nêm xong đó mọi người, vị á, nó cũng vừa ăn rồi đó. Cho nên là mình quyết định là sẽ không nêm lại nữa. Bây giờ thì mình sẽ rắc vào một tí xíu tiêu. Ấy, hơi bị nhiều. Trời ơi, đây là thành phẩm nồi súp
tôm dăm với lại cà chua nấm của mình đây. Xíu mình sẽ ăn cái mì trứng gà này với lại canh súp của mình. Còn bây giờ thì mình đi tập thể dục mọi người ơi, từ sáng tới giờ mình chưa có đi tập thể dục. Không có gì tuyệt vời hơn khi mà mình nấu ăn xong, sau đó mình đi tập thể dục vừa xong lên là lại có cơm ăn, thật là tuyệt vời mọi người. Như hồi nãy mình có nói là để mình đi nấu ăn xong rồi mình sẽ đi tập thể dục rồi mình sẽ lên mình ăn. Rồi bây giờ là mình đã tập thể dục xong rồi nè, bây giờ mình chuẩn bị ăn cái phần mì trứng gà với lại canh nấm cà chua. Món này mình không biết gọi là món gì luôn á. Thật sự là mình thích, mình nhớ nấm lâu lắm rồi mình không được ăn nấm. Thực sự là ngon lắm đó, mọi người ơi. Mình nấu á, mình không có bỏ đường, không bỏ bột ngọt, cho nên nó rất là vừa cái miệng của mình và rất là ngon. Cái nước dùng nó ngon quá. Quên chụp hình thumbnail. Mình á làm YouTube mà đa phần mình quay ngoài đường, với là mình quay phim ban 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 ngày á, cho nên mình chưa có sắm cái đèn, cho nên bữa nào mà như hôm nay mà tự nhiên quay buổi tối như nè, cái đâm ra nhìn cái mặt của mình nó tối thui rồi, ánh sáng từ trên nó hắt xuống á, cái nhìn thấy hai cái bọng mắt của mình thấy ghê gì đâu á. Mấy nay tự nhiên đặc biệt mình thích ăn cá viên. Cá viên trong siêu thị nó bán á, người ta đóng cái hiệu là Co-op Mart luôn, nhưng mà ăn ngon mọi người. Cái này là lòng trắng trứng nè. Hôm nay đúng là một ngày mà mình bắt buộc phải ăn cái súp này mọi người, tự vì mình cảm thấy người mình không có được khỏe. Y như giờ là mình mới vừa tắm xong nè, mình vẫn còn đổ mồ hôi á. Khi nào mình tắm ha, mình tắm nước ấm vừa xong mà mình thấy cái người của mình á, lỗ chân lông vẫn rịn mồ hôi là mình biết mình sắp sửa bị cảm. Cho nên tốt nhất là ăn cái canh súp này chua chua ngọt ngọt nóng nóng. Phải công nhận là cái mì á, mì màu vàng á, mì trứng gà nó lành mà dễ ăn cực kỳ mọi người. Cái này mình đâu có luộc đâu, mình ngâm với nước sôi á, vậy mà giờ nó mềm ùi luôn, ngon lắm. Mọi người nghe nghe đời đó mà trống đó mà mọi người, ở dưới cái khu mà dân cư ở sát bên cái chung cư mình á, đang chắc còn đang có đám tang. Này là cái lòng đỏ trứng gà hồi nãy mình đặt vô chứ mình không có khuấy ra, bởi vậy giờ mình có được nguyên cái lòng đỏ trứng gà. Ngon lắm mọi người ơi. Quá ngon mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ được một mình ăn hết một phần nấm. Hôm qua mình đi siêu thị chứ, mình mua quá chừng rau củ luôn mọi người, quá chừng rau củ luôn á, mình rất mà mỏi tay luôn, mình phải bỏ trong cốp xe của mình á. Mà như cái bill của mình á là hơn 300 ngàn, hơn 300 ngàn tí. Vậy là trong tuần này mình sẽ có rau mình ăn mệt mỏi luôn. Ngon lành lắm mọi người ơi.
Mình làm biến đổi muỗng nè. Cái muỗng hồi nãy là mình nêm gia vị nè. Giờ mình lấy mình ăn luôn. Mình ngại lấy muỗng mới mới còn phải rửa cái muỗng này. Rồi hồi rửa thêm cái muỗng nữa là thành rửa hai cái. Ăn thì miếng nắm nữa. Nấm gì kêu nấm gì ta? Nấm dai hả? Hồi nãy mua mà quên nhìn cái ở ngoài cũng đọc coi tên nấm gì. Mà nấm này phổ biến lắm á. Anh chị em mình làm YouTube á, nấu nhiều món xài nấm gì lắm. Bây giờ là phải bưng cái tô hút một lèo cái nước dùng này cho nó vừa lòng mọi người. Thư ăn như là hổ, hổ sực. Gấp ít ít rồi, quên gấp ít ít rồi. Lên làm YouTube ăn uống mà cứ gấp. Cho cố xét vô, ăn há miệng ra to nhìn xấu. Đang ăn cũng đổ mồ hôi mọi người ơi. Cái gì? Gần hết rồi mọi người. Cái tô này á, bây giờ mình bưng mình hết cái rộp nữa là hết. Bởi vậy mình quyết định là sẽ dừng video ở đây. Thư TV xin cảm ơn quý ông bà cô chú, anh chị em ruột đã theo dõi video của Thư TV. Mình vô cùng cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Mấy mèo.